Chẳng có nhưng thì thua. Một ngày là anh em, muốn đời sau vẫn vậy. Không bận tâm đến những lời xanh, chỉ cần biết sống chết vì nhau, mặc cho bao giờ. Nào, lại nào, bắt đầu lại. Hả? Mày ơi, đây mấy chó kiểm tra đây, cứu em mày lại. Cái chuối này cái chuối tao nào? Mày không qua mày qua đấy mà. Qua mồm đấy mà. Ở trên mạng mày móc mồi tao lắm cơ mà. Nào. Đi cho nó mày cắn tao mà. Nào. Mày sao? Móc mồi đi. Móc đi. Em gặp nó ở đoạn nào? Em gặp mấy thằng nó đi ở đoạn trên kia kìa anh ơi. Em đi một mình nên em sợ nên là em về em gọi anh ấy. Thế bây giờ tất cả anh em mình bây giờ lên trên đấy tìm nó, tìm được nó vả vào mồm nó một cái luôn. Vâng, bây giờ anh em đi như nào? Đi mấy thằng? Em thấy đi 4 thằng anh ạ. Bây giờ mấy anh em mình lên đây tìm. Đi đi. Đi anh em ơi. Có chó làm qua chỉ cây đông. Thì lúc đó anh em mày cầm bia mà mày đả tao sao? À, tao nói trước cái mặt mày biết này. Tiền tao đã mang đến nhà mày tao bồi thường. Nhưng mà cái mặt chó mày, mày không nhận tiền đâu mà còn ăn vạ à? À, cái vụ đầu tao gì nào? Ba đi. À, bố đang trực đồng hàng chúng mày đấy. Nhưng mà thích nào thì mày thấy cái nhau gì? Hả? Con mày tao ra bố lên đây. Rồi anh sao bỏ ra? Em của mày này, đánh đầu tao như này này, mày ý như nào? Anh ạ, cái mặt này em cây đông. Em đâu có sợ nó. Tao việc đéo tao đông. Cái chuyện đầu tao như này mày tính như nào hả con chó này? Hả? Cái đầu của mày ấy, tao đã mang tiền sang nhà mày để bồi thường rồi. Nhưng mà cái mặt mày ấy còn che tiền của tao bên ngoài vạ. Tao đéo cái gì bồi thường cả. Cái đầu mày đầu tao như này sao mà xong hả? Sao mà xong hả? Cái đầu của mày chỉ đáng giá 10 triệu thôi chứ đừng có mặt vạ với tao. Cái đầu của mày cái đáng bao nhiêu đâu, mày đòi ăn vạ cái gì? Mày tao thật mày đúng không? Còn là mày sống nghèo lòng ràng vào. Con bố là đẻ răng mày luôn đấy. Chứ anh em mày cá đông thế này để làm cái đéo gì? Mày đâu thích thế làm sao? Mày đâu? À, thế không gọi thằng nào cá đông đi, thằng nào thầy cá đông luôn gì? À, mày nói bọn bố mày kéo đông lên để bắt nạt mày ấy. Thì mày mới xem lại mày đi, mày đang làm gì? Anh chẳng có nhưng thì thua. Một ngày là anh em, muốn đời sau vẫn vậy. Không bận tâm đến những lời xanh, chỉ cần biết sống chết vì nhau. Mặc cho bao gian lao hiểm nguy, anh em có nhau ngày gì. Nào, đứng lại, đứng lại. Chó lại. Làm sao? Ê, làm sao? Dùa lên đây. Nó lên anh ơi. Hả? Nó lên đây. Làm sao? Nó lên đây. Lên đây. Hả? Anh ơi. Đuổi nó, bắt chó kia lại, Đuổi nó, bắt chó kia lại. Sao? Anh ơi, chị đi xuống rồi, đây này. Anh đi đâu?
chúng mày sao đây? Bố cái đéo gì, bố mày phải sao? Đây. Em mày đang làm đây đấy. Ê, thương. À, chúng mày sang đây, chúng mày qua. Chúng mày đừng có bắt nạt tụi em tao. Mày sang đây ơi. Cơ bút vào. Mày chạy đâu mày bắt nạt à? Mày sang đây. Gọi mấy thằng em đi. Đúng rồi à. Đúng rồi. Đi rồi. Em đi rồi mày. Bắt nó lại. Ôi mày ném hai. Ôi mày ném hai. Hả? Mày ơi. Ngay, đây đây ngay. Như nào? Ý mày như nào? Mày như nào? Mày to mồm đi, to mồm nó bắt nó lại chỗ này chưa? Bắt nó lại đây. Đây. Mày chó kiểm tra đây. Cứu em mày lại. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày ngồi anh em ngồi chờ tí nhá. Mày ơi, tất cả chúng mày đây. Ôi trời. Không ai xung quanh xong rồi. Ngồi đúng không? Thằng nào hôm trước đả tay bia vào đầu tao. Hả? Thằng nào hôm trước đả tay bia vào đầu tao. Thế chúng mày đánh tao thì tao làm như thế thì tao bồi thường ở đây. Bồi thường mày mang tiền ra mà vứt mặt bố như thế á? Hả? Bố mày đéo cần cái điều kiện là rách chúng mày. Thằng này không vứt anh này, thằng chó này này. Tiền tao trả anh em chúng mày rồi, bây giờ chúng mày còn vứt gì nữa? Thì trả thái độ đấy. Này, mày trả tao ấy mà mày trả kiểu thái độ thế à? Hả? Mày trả mày đéo mặt bố như thế á? Hả? Mày trả đéo mặt bố như thế? Hả? Con chó. Hả? Mày nói đi, mày qua mày oai em cơ mà. Thôi chó này hôm qua chúng mày oai em cơ mà, chúng mày nói đi. Nào làm sao, hôm nay làm gì làm đi, làm hộ bố mày cái. Mày làm gì làm đi. Còn bây giờ mẹ ông bà đòi bùa, còn đòi bùa. Tao đéo cần tiền nữa được chưa? Bây giờ đéo thích tiền nữa đây. Bây giờ cần gì? Bây giờ bố mày đéo cần gì? Bố chỉ cần trả mặt hai chúng mày đấy. Sao? Thì anh em bố mày là tất cả anh em bố mày này, ăn 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 luôn đi. À làm gì làm đi. Ăn được thì ăn đi. Thôi này, ăn đi. Chỉ muốn nói là tiền ra ta trả anh em mày rồi, nhưng anh em mày không cần nữa thì cứ nhờ thôi. Tao thật mày luôn này, tao đéo còn đồng tiền của chúng mày. Nếu mà chúng mày đưa tiền nào ngoài hàng ấy thì bố mày lấy nhá. Còn là mày đưa tiền trong cái cổng đấy, tất cả bọn bố mày đéo vào bố thèm. Chưa. Mày cái loại sống thì khốn nạn. Lôi lên đây kia đi. Lôi lên đây. Đứng lại. Đứng lại. Lên đây. Cầm lên. Tao chạy được không? Lên đây. Bố mày chạy được luôn đi. Tao đố mày chạy được đấy. Đường nào? Bữa đấy mày định cầm tay cái đả ai? Mày đả ai? Mẹ mày đả nó đi. Mày đả được không? Đả nó đi, tao chặt tay mày luôn đấy, mày đả đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Kia đây, gọi hai thằng kia đây. Con xe nó ở đây đấy. Anh em tao ở đây đợi chúng mày đấy. Gọi nó ra. Mày gọi bất kỳ thằng nào ra đấy cũng được. Gọi muốn nó ra đi chúng ơi. Gọi ra đây. Gọi hết đi. Gọi chỉ bảo. Chỉ bảo anh ạ. Đây chỗ nào? Đây này. Đi sao anh? Gọi muốn ra đi. Mày bảo chạy được không? Bảo chạy được mãi không? Chạy được mãi không? Hay là đập xe luôn này? Mày gọi ra đây. Bảo cái cả thằng Huấn mày ơi, cả một thằng em mày nữa ra đây. Mày gọi cho nó đi, để anh em như này à? Ai lấy đi thôi, gọi nó đi. Thể hiện như con chó ấy, oai oai cơ mà. Thì ra như là ai? Thể hiện cơ mà. Không bàn với ai? Hả? Tao chả không bàn gì cả, tiền tao trả mày rồi. Bây giờ ý mày muốn như nào? Tiền đấy là tiền giả, tiền nó phủ, tiền là hai tiền giả, tiền thật. Tiền thật? Tiền tao giả tiền thật nhưng anh em mày không lấy. Mẹ mày chưa được không? Hả? Thằng bố có mẹ nhà mày tiêu được không rồi đưa cho tao tiêu. Thằng ta cho thằng bố mẹ mày tiêu nhá. Hả? Hả? Để tao đốt bố mày nuôi mày 35 tháng rồi mày mới đi theo nó mày cắn tao à? Hả? Hả? Mày lói đi, mày sủa đi, xem nào. Cắn đi. Sủa đi, mày sủa tao thế nào à? Mày không qua mày qua lắm cơ mà. Qua mồm nữa cơ mà. Ở trên mạng mày móc mồm với tao lắm cơ mà. Nào. Đi theo nó mày cắn tao cơ mà. Nào. Sao? Móc mồm đi. Móc mồm đi. Chị vô đi. Thay trước ai đi. Bây giờ anh em kia phóng xe lên kia tìm mấy anh em lại dưới thằng gọi lại đi. Thôi mấy anh em lên kia tìm bọn kia. Chạy bọn kia, nó bắt bọn kia sao kìa. Không bao giờ chạy đâu, anh chỉ lên kia. Kéo đây, anh chạy nhá. Kéo xe lên kia xong rồi tìm bọn nó kia. Chắc ra chúng mày chạy còn gì. Đúng đi xem bọn nó xin đấy không. Tìm bọn kia. Vâng. Mày chỗ đâu? Chó này mày chỗ đâu? Mày hoài gì? Mày hoài gì? Hả? Đi bố mày ra. Đi gì? Hả? Mày cái đầu mày bắt lẻ à? Bố mày thích chơi đấy, bọn mày đúng là ông nào? Kéo hết ra đây. Đưa dắt xe đi.
Hả? Đi trên mạng cái gì? Bố hoài về đây. Hoài chú làm sao? Mày hoài, hoài. Hả? Đi kéo hết vào đây. Mày chạy đi đâu? Mày không thay mày đâu. Mày không thay là gì được bố mày. Anh ơi, bắt được gói rồi anh ơi. Mày chạy đi đây. Kéo hai chúng mày không thoát đâu con ạ. Bản Linh chạy qua lại đây. Bản Linh chúng mày ra đây. Gọi ai đi, gọi ai gọi luôn đi. Gọi ai gọi luôn đi. Mấy con chó này. Hộ ra coi. Mấy con chó này. Thôi em ơi. Chạy ra mấy con chó nào chạy không? Ôi trời, mõm đi làm gì? Anh người làm sao chân anh muốn chảy máu như thế này? Cắt máu này. Ui. Mờ xăm rồi chảy máu ra nhìn nó không rõ không? Đúng rồi. Quá trời. Chảy máu còn nhìn không rõ luôn này. Có anh em nào bị sao không? Có ai sao? Nó đấm một phát mồm mình sợ thật. Chảy máu luôn. Chảy máu mồm luôn. Cho nó đạp mình phát mình chảy mẹ chân luôn. Chảy rồi. Chảy rồi. Mày chưa dậy. Cười hết cả mình. Anh em mình mà để mà anh em mình mà phát đấy mà tóm được nó thì anh em mình thấy đấy là sút cho thì lên cổ luôn đi, mà sút cho nó thì vỡ mồm luôn anh em ạ. Bực hết cả mình. Chạy rồi anh em ạ, bây giờ chúng nó chạy rồi, chạy yêu xích luôn, chạy chạy mất xác luôn. Tưởng môi mõm như nào, vai như nào, hóa ra cũng chỉ là mõm thôi. Xe đổ xe, đổ xe à? Đây đây đây, xe đi, đây là đổ xe kìa. Xích luôn anh em, nó có giằng co đẩy đổ. Xem sao không? Anh thề luôn đôi dép của anh còn dựa ở dưới đây cơ. Thôi này, anh nhá, lúc đấy anh không nhấc chân lên được. Thì thôi anh kệ mẹ nó. Anh nghĩ bụng dưới. Đây là Nhi Vân dưới đây. Vẫn dưới đây mà. Vẫn ở dưới mà. Xem sao không em? Hả? Đổ hết xăng à? Mà không sao gì. May rồi là nó đã đập xe. Đúng. Anh cứ nói thẳng. Ơ phía, dính vào đầu. À nó đập anh cái là anh chạy được. Hả? Anh giúp anh đi một chiếc rồi. Một chiếc nữa đâu ấy. Mất rồi. Không phải Tông cơ mà. Tông cơ mà. Tông của ai ấy? À Tông người bên kia. Đâu điên. Ở bên kia. Tôi có lên anh em thấy nó mà. Kia bên kia nhìn có gì không? Cô Tông á? Ừ. Đứng trên này cổ Dũng là có Dũng ấy. Ấy thằng Dũng nó cầm chân này không à? Vâng, đứng đây đứng đây, đợi anh xem mình lấy tông không, có tông không? Có đây cái dép gì vào? Không phải, đây là dép của thằng đéo nào ấy, không phải tôi đâu đi ăn cơ. Bên cạnh. Luôn đứng kia anh ơi. Đúng kia. Đây, quay lại đây. Đây. Bạn Linh quay lại đây. Ui trời ơi. Mấy thằng nhông ngõa mấy sao không quay lại. Trời ơi. Quay lại đây. Ra đây. Tổ quay cho bao nhiêu thằng nó quay đây. Ra đây bố em cứ được mặt thôi. Cho em ra đâu. Nhìn lúc đó anh đồ anh nhìn sao không đánh vào đầu anh. Không, anh không đồ sao. Anh nó giận anh mới đạp anh vào đầu. Mày nhá nó khốn nạn. May đồ anh không sao ấy.